Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2022-2023 của thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, ngày 10 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Sáng nay, các thí sinh tham dự kỳ thi đã có mặt tại điểm thi để được hướng dẫn nội quy thi. Tại 32 hội đồng thi trên toàn thành phố, các khâu chuẩn bị về vật chất, con người đã hoàn thành. Để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng tăng 1.720 em so với năm học trước. Vì vậy, nhiều thí sinh thi vào các trường top đầu không tránh khỏi lo lắng trước ngày thi. Dạ, nguyện vọng 1 của em là Phan Châu Trinh và nguyện vọng 2 là Nguyễn Khuyến ạ. Em đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ và em đã ôn cũng được 90%. Cũng có thể tự tin thi được ạ. Em thi trường Phan Châu Trinh cho nên em nhắm là được học cũng vừa đủ để đậu. Tới đây thì em thấy nhiều bạn đông cho nên cũng hơi hồi hộp. Cho nên chiều nay thì chắc nghỉ ngơi để ngày mai đi thi. Trong sáng nay, cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh, lưu ý thí sinh tuân thủ các quy định khi vào phòng thi và trong quá trình thi, đồng thời giúp thí sinh rà soát lại thông tin đăng ký dự thi. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị mọi mặt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra đúng tiến độ. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cái sở ban ngành có liên quan, ví dụ như là công an thành phố, như sở y tế, rồi các cái công ty về điện nước để hỗ trợ về những công việc mà liên quan đến kỳ thi. Đặc biệt thì đối với các cái trường mà chọn cái địa điểm làm thi ấy, thì đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ thi. Và về phía sở cũng đã tổ chức các cái đoàn kiểm tra để rà soát, điều chỉnh các công tác chuẩn bị tại các cái trường. Trước đó, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, các trường học đã chủ động tăng cường công tác ôn tập, rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài, quan tâm củng cố, bổ sung kiến thức đối với các nội dung phải học trực tuyến khi phòng chống COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã có phương án cụ thể đối với các trường hợp F0, F1 tham gia kỳ thi. Ngày mai, ngày 10 tháng 6, thí sinh sẽ thi hai môn đầu tiên là ngữ văn vào buổi sáng và ngoại ngữ vào buổi chiều.